xin chào tất cả các bạn. Hôm nay á, hiện tại bây giờ là chỉ có 8 giờ rưỡi sáng thôi. Thoa đang ở cái vùng này, nó gần ở biển. Ở đây á, là một cái outlet shopping. Và là hôm nay nó có một cái show. Cái show này là show về siêu xe. Thoa rất thích đi coi xe thể thao. Cho nên ngày hôm nay á, tụi Thoa đi lên trên đây để coi xe thể thao. Ở đây nó gần biển á, cho nên hơi sáng vẫn còn cái sương lạnh á, nên thấy không, Thoa phải mặc áo jacket á, mà trời hình như là muốn mưa hay sao á, nó hơi âm u, mà hạt mưa nó đang bay xuống. Trời, đằng sau phía Thoa nè, đó, những chiếc xe nó đang chạy vô để đi tham dự đó, để coi những cái siêu xe. Bây giờ Thoa sẽ dẫn các bạn đi vô trong đó coi là những cái loại xe gì. Nghe nói là những cái xe rất là mắc tiền, cho nên mình vô coi để cho biết nha. Đây là dàn xe siêu xe đang đi vô. Có những chiếc xe Lamborghini, có những chiếc xe Sport, xe Mustang và những chiếc xe Classic. Những chiếc xe rất là đẹp luôn. Chiếc này màu đen mát đẹp không? I like that black color. Còn bạn đẹp, xe Brad Kevin. Chiếc này cũng hơn. Look at that. Mustang. Chiếc Subaru này cũng ngầu quá ha. GT 500, lại Cobra ngày xưa thì nhìn đẹp hơn.
xưa nè, khách sạn xưa đó, xe Mustang. Xe có vẻ hết sạch chưa? Chiếc xe trong đây vừa xe mới mà vừa là những cái loại xe classic á. Xe Ford này, xe này là những xe truck, xe Ford này, xe này là xưa lắm rồi đó. Wow, chiếc này đẹp nha. Chiếc này nhìn ngầu nha. Chiếc này xưa lắm rồi mà người ta giữ được quá đẹp luôn nè. Coi bên trong kiểu ngày xưa nè. Nó chế thành cái thùng mới bây giờ. Coi cái nắp. Yeah. Còn chiếc này là chiếc xe Mustang nè. Xe Mustang. Nhưng chiếc này là bây giờ là rất là mắc tiền luôn. Xe classic á. Nè. Đây thêm một chiếc này. Trời ơi, những cái chiếc xe ngày xưa mà người ta giữ được cho tới bây giờ là quá đẹp luôn, quá hay luôn á. Nhưng mà thường thường những chiếc này nè, chỉ có mấy ông già mới giữ được, chứ tuổi trẻ mình không giữ được những cái loại xe như vậy đâu. Nay kho. Look at that. What's year of this? 66. 66? Wow. 1 year older than me. Chiếc xe này năm 1966 nè, đẹp không? Xe Mustang, xe Ford đó. Mà thường thường á, mấy ông già Mỹ nào thích chơi những cái loại xe cổ điển như vậy này. Những chiếc xe này nữa, chỉ có mấy ông già giống như ông này nè mới xài được, mới có thôi. Chứ tuổi trẻ bây giờ ít lắm. Mua lại thì nó rất là mắc luôn. Beautiful. You keep it in a good condition. Thank you very much. Yeah. Just wondering how much this thing was now. Lovely. Last time I priced it was about 55,000. Still in a good price. It might be a 60. Still in a good price. You keep it in a really good condition. It's really nice. It takes a lot of these. That's the beauty. Players are having a sport car. Alright, thank you, sir. Ở bên đây là toàn những chiếc xe cò vẹt, là những cái loại xe mà thằng con Hoa nó đang chạy đó, xe cò vẹt. Xe cò vẹt mở mua dần chứ. Đó, con Hoa đây này, xe mà con Hoa nó thích chạy đó. Ở bên đây nè, toàn là xe cò vẹt. How much more is it? Chiếc cò vẹt này mới đẹp nè. Giống như Stingray vậy. It's Stingray. Yeah. This is the Corvette that I like. Look at the Stingray. Cái chiếc này đẹp không nè? Đó, các bạn coi nè. Wow, that's a lot. Check that out. Coi dàn máy của nó xài không? Chiếc này là chiếc Stingray Corvette. Corvette đó. Chiếc này là sport hai chỗ ngồi. Nếu mà ngày xưa các bạn coi cái phim hoạt họa mà Speed Racer, cái gì Speed Racer cái gì đó của thằng cartoon á, là nó lái chiếc xe giống này nè. Đó. Đó, bên đây là xe còn đẹp, đủ kiểu hết á. Đủ kiểu hết. Mấy chiếc xe nè. Coi này, xe sport á, là cái bánh xe nó như vậy nè. Đó. Cái bánh xe là thứ thiệt đấy nha. Đó. Số nãy xe coi cà vẹt này, Thoa chỉ thích chiếc Stingray này thôi. Màu xanh này này, đó, chiếc favorite của Thoa. 70. See, I'm not a Corvette. Thà thấy ở đằng kia có chiếc xe Corvette, hình như cũng là Stingray hả, không phải Mustang. Ở đằng xa tôi thấy chiếc xanh này nè. Ủa, không phải Stingray. Chiếc này chiếc nào, chiếc gì đây? Wow, 427.
Ủa chiếc này rất là lạ luôn. Nhìn xa tưởng là chiếc Stingray nhưng mà đến gần không phải nha các bạn. Xe này là xe hiệu gì đây? It is Stingray. Wow. Đúng rồi, chiếc này là chiếc Stingray luôn. Nhưng mà cái loại này là convertible. Cái hồi nãy không phải, cái này là convertible. Check this out. Cái chiếc xe Stingray á, nó làm rất là sport. Cái loại cỏ vẹt này kiểu ngày xưa á, nó làm cái kiểu của nó rất là đẹp. Mình nhìn cái đầu của nó nhọn nhọn á, khi mà mình chạy cái gió nó thổi qua rất là nhanh. Đó, cho nên mấy cái chiếc Stingray ngày xưa đẹp. Đẹp, chiếc này còn đẹp bạo nữa. Nhưng mà chiếc này vẫn ngầu hơn là chiếc này. Còn đây là những chiếc xe truck. Xe truck này là nó chạy đi off-road đó. Ok. Mấy chiếc xe truck này là chạy off-road là hết sảy luôn. Không có sợ bị cứng xe hay bị gì. Trời ơi, trên đây nó có cái chiếc xe nhỏ nhỏ dễ thương chưa. Rồi chiếc xe này mà chạy đồi núi á hay là gì á là không có sợ bị đứng xe lại. Cái này trên đầu nó có cái đồ để kéo nữa nè, nếu mà bị stuck á là nó dùng cái đó nó kéo xe nó ra. Nó những cái chiếc xe này nè thẩm tiền luôn. Hiệu Lexus có, hiệu Toyota có. Cái này Toyota, chiếc này Lexus. Đó, nó độ lên á, khi nó mua chứng những chiếc xe chất thường á, cái nó độ lên. Thấy không? Các bạn thấy nó thay những cái nhúng xe, nó thay hết những cái nhúng xe bên dưới nè. Nè, coi nè, nó thay những cái nhúng xe nè. Đó, những cái dàn này nè, tiền không là để nó độ cho cao lên, để nó ráp những cái bánh xe bự. Giống như vậy nè. Tại vì nếu mà không thay cái dàn đó, nó không ráp mấy cái bánh xe bự này để đi off-road được đâu. Đó. Đây có một chiếc xe rất là lạ. Không biết xe này là xe gì luôn. Giống như chiếc xe Back to the Future vậy đó. Let's see what this. What car, what this. Không biết hiệu này luôn. Oh, xe Ford. Oh my god. Xe này là xe Ford. Hiệu xe Ford mà hình như là chiếc này là chiếc xe mà nó trong cái phim Back to the Future đó. Y chang luôn. Wow, đẹp quá. Đẹp ha các bạn. Chiếc xe đẹp quá. Nice. Trời ơi, đây là chiếc xe Mini Cooper. Chiếc xe này bé lắm, có teo teo à. Chiếc xe này chiều dài của nó có hai bước chân nè, 2.5 bước. Chiếc xe này nó nhỏ dễ sợ lắm, nó teo 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 à, nó đậu được có nửa cái parking lot thôi. Trời, chiếc xe này nhỏ dễ thương quá. Chiếc Mini Cooper đó. Xe đó là Mini Cooper xe 4 máy thôi. Nhỏ tới tôi teo. Coi chiếc xe Rolls-Royce nè. Chiếc Rolls-Royce ngày xưa nè. Đó. Chiếc xe này với cu nè, Volkswagen nè. Chiếc này là chiếc xe van Volkswagen thời xưa mà bây giờ nó chế ra hay lắm nè. Mở mấy cái cửa ngầu không? Nó làm cái thùng á, mình có thể mở xuống hai bên, mở phía sau luôn. Ui cha, của cái xe này cái máy nằm ở phía đằng sau. Máy nằm phía đằng sau hay quá. Wow. Chiếc xe này là nó biến chế ra nha, chứ không phải là xe original nó khác. Mình là nó biến chế ra để nó thực hành hơn. Xe này ngồi được 3 người ở đằng sau và phía đằng trước nè. Cửa kính mở đằng trước, mở đằng sau được hết trơn nè. Chiếc Volkswagen, chiếc này này, chiếc ngày xưa là gia đình get together để đi chơi đi biển nè. Là những cái loại xe như vậy nè. Và mới thấy đây có một chiếc xe Cobra. Đè, chiếc này chiếc Cobra nè. Nè, và rất thích chiếc này nè. Đó, chiếc xe Cobra rất là đẹp.
thằng em Úc của Hoa nó có chiếc này nè, chiếc này là cổ điển á, xe Cobra. Chiếc này không biết là đời mấy, chắc cũng khoảng cỡ 60 mấy đó. Đẹp quá trời. Nè, xe Cobra đẹp chưa? Cái xe này kiểu nó đẹp nhưng mà cái màu này nó sơn không có được đẹp thôi, màu nó hơi màu nâu nâu. Hơi màu nâu nâu thì nhìn nó không có sport gì lắm. Nếu mà cái màu khác là chiếc xe này rất là đẹp luôn. Là một trong những chiếc xe mà Thoa thích đây nè, xe Cobra. Hết sảy chưa? Đây cũng là một trong những chiếc xe Cobra, nhưng mà loại này là loại rất rất là cổ điển. This is the oldie. Xe này là chắc ngày xưa là loại xe đua cho nên có số. Rồi, đầu chưa? Thôi ngày xưa xe bên trong này đơn giản không, chẳng có cái gì hết á. Rất là đơn giản luôn. Nhưng mà rất là đẹp. Thấy siêu xe chưa? Đây nè, những chiếc xe cổ điển. Chiếc này đẹp quá. Chiếc này đẹp nè các bạn. Coi nè. Đây là chiếc Lamborghini nè. Nhưng mà nhìn chiếc này, hai chiếc, nhìn chiếc này vẫn đẹp hơn. Kiểu xe ngày xưa vẫn đẹp hơn. Đây là chiếc xe Aston nè. Đó, chiếc xe Aston và chiếc McLaren nè. Yeah, chiếc McLaren nè. Đó, đây là chiếc Aston chứ quên. Yeah. Chiếc này rất là ngộ nè. Chiếc này rất là ngộ luôn. Hôm nay show bà con cô bác đi coi rất là đông luôn. Trời mới sáng sớm thôi, 9 giờ sáng thôi mà đông quá trời luôn nè. Đây xe Porsche.
Chris Carr. Ôi, chiếc này đẹp nha. Big lớn. Còn những chiếc xe cổ điển vẫn còn đang chạy vô. Ở đây là một cái shopping center nè. Shopping center lớn lắm, dài tuốt ra đằng kia luôn. Chiếc xe Jaguar này rất là cổ điển luôn. Wow. Đẹp chưa? Thôi các bạn ơi, video tới đây Thoa xin tạm ngừng. Tại vì Thoa không có được ở cái chỗ này lâu. Tại vì Thoa có một cái dự kiện nữa, Thoa phải đi gấp. Cho nên Thoa chỉ quay được một ít những chiếc xe cổ điển và những chiếc xe tân thời ở chỗ này chút xíu thôi. Thôi hẹn gặp lại tất cả các bạn vào cái video kỳ sau nha. Thank you and bye bye.